Xin chào cả nhà của mình nha. Thì hôm vừa rồi cả nhà thì mình cũng đã làm video clip thì mừng mèo con được 6 tháng tuổi cả nhà. Thì hôm nay thì gia đình của mình đang đi đăng ký học bơi cho mèo con. Thì trước khi mà đi đăng ký học bơi thì anh nhà của mình chở mình đi đến một cái cửa hàng để mua đồ bơi cả nhà. Tại vì ở bên đây thì đi học bơi thì phải có đồ bơi riêng cả nhà. Cho nên là gia đình của mình đang đi đến đó mua đồ, sẵn tiện mình cũng sẽ quay video clip để cho cả nhà cùng xem luôn. Tại thường thì mình chỉ đi mấy cái siêu thị gần nhà thôi, hôm nay thì đi xa xa một chút thì mình sẵn tiện mình quay video cho cả nhà cùng xem. Sẵn tiện thì hôm nay ấy, thì mình cũng sẽ làm về chi phí sinh hoạt ở bên Bồ Đào Nha này theo mình biết cả nhà, là riêng về gia đình của mình á thì mỗi gia đình thì nhu cầu sẽ khác nhau, thì mình chỉ chia sẻ về gia đình của mình thôi. Xin chào. Cả nhà ơi, thì gia đình của mình thì hôm nay á, anh nhà của mình nghỉ một ngày để dẫn mình đi siêu thị với cả nhà. Và cái chi phí sinh hoạt của ở bên đây một tháng là bao nhiêu tiền? Thì hôm nay là mới có dịp đi cả nhà, từ đó giờ qua bên đây mà chưa bao giờ đi mấy cái như cái mô cả nhà. Thật ra thì mình cũng không có rành nữa, tại vì anh nhà của mình ảnh đi siêu thị không à. Đó, cho nên là mình sẽ hỏi ảnh á, thì một tháng ở bên đây là mình sẽ chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền. Đó giờ Tàn là đi là vẫn là Tàn là đi lên trên xuống biển lên núi không mà cả nhà. Hôm nay là mình mới có dịp đi nè cả nhà, hôm nay mình sẽ quay lại thực tế cho cả nhà xem cái mức sống của bên Bồ Đào Nha này thì nó như thế nào nha cả nhà nha. Và sẵn tiện là mình cũng sẽ đi mua đồ để đi bơi, tập bơi với con gái cả nhà. Tại em bé thì được 6 tháng tuổi, bên đây 6 tháng thì đi bơi rồi, nhưng mà kiểu như mình nói ổng đi xuống hồ bơi với lại bé đi khỏi mua, mà ổng tại vì ổng bơi nhiều cả nhà, cho nên là ổng muốn cho mình giống như tập bơi cả nhà đó. Thì mình mời cả nhà cùng xem video clip này với gia đình của mình nha. Hôm nay trời khá là nắng, hôm nay là 20 độ cả nhà, trời nắng ấm, kiểu thức dậy sớm buồn ngủ cả nhà, buồn ngủ nhức đầu nữa đó. Bây giờ mình sẽ hỏi anh nhà của mình là sẽ chi bao nhiêu tiền một tháng ở đây nha cả nhà. Đó thì khoảng 2.000 một tháng cả nhà cho một gia đình. Thì mình sẽ đi quay trong siêu thị thực tế cho cả nhà xem cái mức giá bên này. Hôm bữa hỏi ông nói 1.500 cả nhà, giờ nói 2.000 muốn dễ bị ăn đòn ghê không? Đó, giờ mình tới cả nhà nha. It's fresh. Đi vô tới siêu thị mà mình tưởng mình đi lên núi không, nó giật giật. Này có mấy cái này cho mấy bé chơi mà. Chứ ngoài trời cái nhà. Để mình coi coi cái này siêu thị lớn không đó, không biết là nó có khác gì so với siêu thị gần nhà của mình không. Đó là cả nhà ơi, quá là nắng luôn. Để mình coi con mèo con của mình nha. Mèo con ơi. Mèo 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 mèo. Nắng cả nhà. Thấy nha con gái. Thì siêu thị này cả nhà là họ chuyên bán về đồ thể thao cả nhà, giống như là đồ đi chuột tuyết rồi đi bơi rồi đi tập thể dục cái kiểu vậy đó cả nhà. Đây là thì giờ đi qua cái chỗ bơi này cả nhà. Bơi ở bên này. Đồ bơi đây cả nhà thì giá thì tầm 10 đô, mười mấy, hai mấy đô cả nhà. Ông nhà mình không tìm thấy nè cả nhà. Cái này là quần áo của Pháp nhưng mà made in Việt Nam. Cái này là mua cho con mèo con nè cả nhà. Cái này là để đội cái nón lên đầu nữa của con nít. Người ta cột tóc đẹp gì đấy. No. It's big. Mấy đôi dép này cả nhà, mười mấy đô, hai mấy đô không mắc. Này cả nhà, đây là cái tã dành cho mấy em bé đi bơi này cả nhà.
ra đồ lặn này cả nhà, mắc ghê không? 180 euro. Gia đình của mình vừa đi đến một cái mall khác này cả nhà, thì cái chỗ này á, là nó sẽ lớn hơn, rộng hơn, giống như là nó bán giống như là mấy cái đó gọi là cái gì ở Việt Nam mình ta, mấy cái trung tâm thương mại á cả nhà, trung tâm thương mại ở Việt Nam là ở trong đây nó vừa có siêu thị, vừa có đồ ăn, thức uống, rồi quần áo, tất cả luôn cả nhà. Chỗ này thì khá là gần ở trên Lisbon đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong đây để quay sơ cho cả nhà cùng xem nha. Và sau đó thì mình sẽ nói về cái mức sinh hoạt ở bên này. Nghe nè. Mía nè. Uống mà rô cho một cái mía. Gừng nhẹ. À, ở bên Bồ Đào Nha này cả nhà rất là nổi tiếng về cam á cả nhà. Cả nhà nhìn mấy trái cam ở đây nè, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Và ở bên đây người ta trồng rất là nhiều luôn, nhưng mà đa số người ta không có ăn. Đây là chanh dây nè cả nhà. Thăng long, đu đủ. Trái này gì mình không biết. Ô, có ổi luôn. Cái này ổi đâu đây. 11, 11. Ổi nè cả nhà. Tin được không? Bơ nè cả nhà. Bơ là 5 euro. Trái này trái gì không biết. Cái này giống như mẫn cầu na hết thôi. Thì để nói về chi phí sinh hoạt cho một gia đình ở bên này cả nhà, theo như mình được biết á, thì mình ở bên đây bữa giờ thì theo mình thấy anh nhà mình đã đi siêu thị á, thì một lần đi siêu thị để mua trứng, sữa, bánh mì, rồi ví dụ như là nước uống nè, rồi đồ ăn, thịt cá gì đó, thì nó dao động một lần đi siêu thị như vậy á, thì nó sẽ khoảng tầm 50 euro cả nhà, thì tính ra tiền Việt Nam thì tầm khoảng 1 triệu mấy á. Thì một tuần như vậy thì mình có thể đi siêu thị khoảng từ 3 lần cả nhà. Ở đây á cả nhà ơi, nó không cho quay phim, lại có một bảo vệ cũng lại nói với mình là không có được quay phim ở đây cả nhà. Thấy mắc cười ghê không? Họ sợ giống như là gì ta, chia sẻ cái giá đây xong cái người ta so sánh đó cả nhà. Trời ơi, có quay phim thôi cũng không cho, nó siêu thị nơi công cộng người ta đi mua sắm cũng không cho nữa. Ở bên châu Âu này cả nhà, rượu vang khá là rẻ luôn, một chai 1-2-3 euro cả nhà, mà tầm 10 euro là uống hơi bị ngon luôn á. Ở bên Việt Nam mình thì nó mắc chứ bên đây thì rẻ. Ở trong cái siêu thị này thì cũng có bán đồ ăn luôn cả nhà, thì đói bụng quá thôi cấp vô ăn đại đi, tại vì bây giờ đi lên trên lầu trên thì nó hơi xa nên là ăn thử đồ ăn trong siêu thị hôm nay có như thế nào nha cả nhà. Mà cái này nếu mà cả nhà ăn thì cả nhà phải order ở đây cả nhà, lấy cái phiếu. Cả nhà ơi, giờ mình đang ngồi ở trong cái chỗ siêu thị, có cái chỗ ăn giống như ở bên Việt Nam mà nó cũng hay có mấy cái chỗ mà ăn nhã nhặn ở trong siêu thị cái nhà. Thì ăn trong đây những gì nó sẽ không có ngon bằng ở những cái nhà hàng lớn rồi. Nhưng mà kệ đi, hôm nay đi với lại đói bụng quá nên mình sẽ ăn thử trong này cả nhà. Nó có sẵn cái con mèo nó uống sữa nữa nè cả nhà. Thì anh nhà của mình đang đi đợi đồ ăn rồi cả nhà. Ở đây mắc cười ghê luôn. Có dụng không cho quay video trong siêu thị, sợ giống như là nhà cho so sánh giá giữa cái siêu thị này với siêu thị khác cả nhà. Ai, nhiều khi muốn làm video mà cả nhà thấy không, nó khó khăn gì đâu luôn á cả nhà. Thấy như con gái không? Thấy như con mèo không? Xin chào ông bà cô chú nha. Mèo có đói bụng luôn rồi nè ông bà cô chú ơi. Hôm nay con được đi ra phố giải phó đúng không? Hả? Con được đi ra phố giải phó hả?
cho nên là giờ mình là quay trong khả năng thôi nha cả nhà. Mất công hả, nói mình là mình người Việt Nam mà mất công nói không nghe, cái nó kêu mình là kiểu người ta bị người ta kỳ thị nữa cả nhà, cho nên là thôi nói thì mình nghe đi cả nhà ha. Con ha, ta kỳ cục quá con ha. Mình cũng hơi bất ngờ cái nhà, tại vì khi mà mình quay ở bên Nhật á thì bình thường không biết sao bên đây lại như vậy, chắc cũng tùy nơi cái nhà. Mà chỗ này nó lớn mà nó còn gì nữa chứ. Nó còn quá trời luôn. Rồi, à xong mama. Hôm nay được đi ra phố dãy ngố bà con chú ơi. Hôm nay Jimmy con được đi ra phố dãy ngố rồi đúng không? Con chào bà con chú con mi gió ghé cho mommy con ta. Bây giờ. Đây là một cái loại cơm rất là nổi tiếng ở bên này mà cả nhà, là cái cơm với lại loại cá tuyết cả nhà. Đây, ở trong nó có cái này là giống như là khoai á, cá tuyết này cả nhà. Và cả nhà cùng ăn cơm với lại gia đình của mình nha. Đây. Cái siêu thị này to thiệt luôn cả nhà, nhìn hai cái quầy mà sữa chua của nó nè khủng khiếp luôn. Bây giờ gia đình của mình sẽ đi ra tính tiền thì xem là khoảng bao nhiêu tiền nha, rồi mình sẽ chia sẻ với cả nhà sau. Bây giờ gia đình của mình vừa đi siêu thị với lại vừa ăn xong cả nhà, thì mình cũng quay cho cả nhà xem tí xíu như vậy á. Tại đây mình cũng hiểu sao mà họ không cho quay trong siêu thị cả nhà ha. Nhưng mà thôi thì nếu mà họ nói vậy thôi mình cũng tôn trọng họ, mất công mà họ nói mình này nọ nữa. Thì nói chung người ở bên này cả nhà, nếu mình gặp ở ngoài á, người Bồ Đào Nha ở ngoài thì mình thấy họ khá thân thiện, họ chào này nọ. Nhưng mà ở trong siêu thị khi mà họ làm việc cả nhà, trong quán xá mà mình đi nhiều quán, nhưng mà mình thấy là họ ít có thân thiện cả nhà. Ví dụ như là đi mua đồ mà giống như là đi xin vậy cả nhà, kiểu vậy á. Nói chung là cái người nhân viên làm việc á, mình thấy họ không có được vui vẻ lắm, họ không có friendly lắm cả nhà. Còn ở ngoài đường gặp á thì khá là vui, chắc có thể công việc stress quá ta. Nhưng mà mình nghe nói á là ở bên này á họ làm việc á giống như là cứ từ từ tàn 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 tàn. Mình như siêu thị mình đứng đợi đến tiền cũng vậy á, từ từ tàn 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 tàn. Bởi nhiều khi mà muốn quay video cả nhà, nhiều khi mình muốn quay video cho cả nhà xem á, nhiều khi mình cũng thấy khá là khó. Ở bên Nhật là thấy khó mà bên này cũng thấy ngại cả nhà, cho nên là mình mong á là video của mình thì cả nhà sẽ luôn ủng hộ nha. Thì để mà nói về một tháng sinh hoạt ở bên đây á trong một gia đình đó là khoảng bao nhiêu tiền á, thì như anh nhà mình cũng đã có trả lời là khoảng 2.000 đô. Thì thật ra là cũng không đến 2.000 đô đâu cả nhà. 2.000 đô là để cho mình có cảm thấy thoải mái hoặc có những cái phát sinh đó cả nhà, chứ thật ra là thường thì chỉ khoảng 1.500 đô là có thể ok rồi. Tại gia đình của mình á, gia đình của mình á thì thường đi siêu thị cả nhà cũng thấy á là khoảng 50 đô một lần, có nghĩa là mua cũng trung bình thôi chứ không mua quá nhiều, tại vì mua nhiều để trong tủ lạnh á mình không có quen ăn như vậy cả nhà. Tại vì mẹ mình thường thường đi chợ mỗi ngày á, cho nên là mình cũng mua ăn tầm 2 ngày à, cho nên là coi như là 2 đến 3 ngày cả nhà. Thường á thì anh nhà mình đi siêu thị á là khoảng 200 euro trong một tuần, ở vì có nhiều đồ ăn thì 150 đến 200. Thì coi như một tháng tính cho 800 đi, 800 tiền ăn, tiền nhà thì thường thông thường ở bên này á, ở mấy cái vùng chỗ của mình ở đó thì thuê là tầm 600-700. Còn nếu mà cả nhà ở trên Lisbon á thì có thể là hơn, có nghĩa là nó sẽ rơi vào khoảng ít nhất là 1.000, cái nhà 900, 1.000, 1.200 gì đó là ở trên Lisbon. Còn ở chỗ của mình là nó là nằm ở ngoài, giống như là cái vùng countryside cả nhà, hay là vùng ở ngoài á, cho nên là nó sẽ, cái mức giá nó sẽ đỡ đắt đỏ như mức giá của nó sẽ đỡ đắt đỏ như là ở trên Lisbon. Thì là cái mức giá là trung bình là như vậy, còn lại thì cả nhà sẽ phải chi là tiền xăng cộ nè, xe dù có hư hao gì đó nè, rồi tiền nhà mạng nè. Thì nhà mạng của mình đang dùng là cái nhà mạng là WOOO nè, cả nhà cũng biết đọc là gì đâu, hư hả đó. Thì mình đang dùng nhà mạng đó, thì mình tại vì mình ở nhà không, mình không có đi ra ngoài nhiều cho nên mình không có sử dụng internet nhiều, mình dùng wifi cả nhà. Thì một tháng như vậy là mình dùng được khoảng 15 euro cho một tháng đó cả nhà. Đó thì tính trung bình thì mình nghĩ là anh nhà mình nói đúng, cái nhà là khoảng 2.000 euro rồi cho thoải mái á. Còn không thì tầm 1.500 đó là kiểu trung bình đó. Thì mình mong rằng video này sẽ hữu ích cho cả nhà, những bạn đang có muốn tìm hiểu về đất nước Bồ Đào Nha, muốn sống thì nọ, thì mình mong là nó sẽ giúp cho cả nhà nha. Mình có làm cái video clip về đi siêu thị ở Bồ Đào Nha cả nhà, nói chung là nó cũng không có quá là gọi là 100% là mình hài lòng, nhưng mà mình nghĩ là cả nhà cũng có thể tham khảo thông tin trên đó, nó sẽ ổn hơn
để cho cả nhà tham khảo thông tin là đồ ăn giá cả trên đó. Tại vì đi siêu thị trong này, cả nhà phải ở trong đây rất là lâu, mình thì có em bé nhỏ nữa cho nên là rất là khó để quay video những cái chủ đề này cả nhà. Thì mình cũng cố gắng quay cho cả nhà cùng xem để tham khảo. Cả nhà thấy không, thường thường là mức lương đó là có 800-900 đô một tháng trung bình à. Mà trong khi đó là mình mua đồ ăn thuê nhà là đã hơn cái tiền đó luôn cả nhà. Cho nên là mình ở chung là mình phải share phòng ra, chứ mà mình để ở chung với nhau á là, chứ mà mình ở một mình như vậy thì rất là khó luôn cả nhà. Cũng không thể nào sống sót ở bên này được. À ngoài ra còn tiền thuế nữa nha cả nhà. Thuế thu nhập cá nhân á, thì cái này đi làm thì mình mới phải đóng. Mình á, thì không có đi làm cho nên là mình không có đóng cái tiền này. Mình chỉ đóng gọi là ít nhất là một tháng là 20 euro cho cái tiền an ninh xã hội cả nhà. Thì cái tiền đó ví dụ như là mình không có đi làm đi thì mình đóng một tháng 20 euro á, thì sau này nếu mà có vấn đề gì đó thì mình sẽ được nhận một tháng là 200 euro. Thì nói chung cũng được, thì anh nhà mình nói là cái đó thì nên đóng. Thì ở trên đây á, là những cái chi phí sinh hoạt riêng vì của gia đình của mình thôi. Có thể là gia đình của mình có em bé nhỏ cho nên là cái chi phí sinh hoạt nó sẽ hơi nhỉnh hơn một tí xíu. Có nghĩa là ví dụ như là tiền tã rồi tiền sữa cả nhà. Tuy nhiên về những cái gia đình mà cả nhà ăn uống tiết kiệm hơn một tí xíu á, thì mình nghĩ là một tuần cái nhà có thể ăn khoảng 100 ơ cũng không sao. Tại vì có đồ đông lạnh đó cả nhà. Còn mình á, thì mình thích ăn đồ giống như là đồ tươi cả nhà. Và mình thích ăn mấy cái hải sản nữa cho nên là cái giá nó hơi nhỉnh hơn một tí xíu cả nhà. Chứ thật ra mà tiết kiệm á, thì không đến cái mức giá đó đâu cả nhà ơi. Mình thuê nhà, mình xe ra ở chung với nhau, rồi mình đi siêu thị, mình tiết kiệm tí xíu đó, thì mình nghĩ là nó sẽ không có đến quá là mắc đâu. Nhưng mà mình đưa ra cái mức giá ở đây là từ 1.500 đến 2.000 để cho ai mà có nhu cầu đi qua bên Bồ Đào Nha theo dạng gia đình này cả nhà, để cho mình có sự chuẩn bị giống như là tốt nhất. Nếu mà mình nói cái mức giá nó quá thấp đi thì nhiều khi qua bên đây á thì chi tiêu nó nhiều hơn thì mình không có khả năng cả nhà, cho nên thà là mình biết nó cao hơn chút thì có gì dư ra thì mình để dành thôi. Chứ mà nếu mà tiết kiệm hoặc là kiếm được cái nhà nào mà nó rẻ rẻ chút á, thì chắc một tháng tầm 1.000 đô là cũng có luôn nha cả nhà. Đó. Thì cái này thì cái chủ đề này thì nó cũng hơi khó để mà chia sẻ cho nó chính xác, thì thay là thông tin của gia đình của mình thì mình mong là nó sẽ giúp ích cho cả nhà nha. Bây giờ thì cũng chiều cả nhà, bây giờ gia đình của mình sẽ đi về sẵn là đi đăng ký học bơi cho mèo con luôn, tại sợ trường học đóng cửa cả nhà. Đó, thì cái chỗ trường học bơi thì khá là gần cái chỗ nhà mình ở, chắc tầm 5 đến 7 phút lái xe ra cả nhà. Mắc cười em trai mình kêu chị Hai không biết bơi mà chị Hai đi tập bơi cho mèo con, coi chừng mèo con nó cuốn ngược thì chị Hai á. Mình thì không có biết bơi, nhưng mà ở trong đó thì kiểu chủ yếu là có giáo viên cả nhà, họ sẽ kèm. Thì hy vọng là cái video clip tiếp theo á, thì mình sẽ quay được cái cảnh ở trong phòng tập bơi của hai mẹ con hay cả nhà nha. Đó, thì mình mong là cả nhà sẽ đón chờ đón xem cái video clip tiếp theo của mèo con đi bơi lần đầu, cũng như là mẹ nó đi bơi lần đầu luôn cả nhà. Gia đình của mình vừa đến cái trường bơi nè cả nhà, cái trường như là cái nhà và cả nhà ha. Đó, thì cái chỗ này á, thì ở chỗ của mình á, là cũng khá là gần thôi, cách nhà mình chắc tầm 5 đến 7 phút lái xe cả nhà. Ở đây á, thì ở bên trong á, là nó vừa có bơi và nó vừa có giống như là tập thể dục ở cả nhà, phòng gym rồi luôn á. Nói chung là giống như cái khu gọi là thể thao hả. Đó, thì em bé nhà mình sẽ đăng ký học bơi ở đây, thì mỗi thứ bảy thì sẽ học bơi, thì hôm nay là chỉ có đến đăng ký thôi cả nhà. Em bé mệt quá nên ngủ rồi, bây giờ cũng chiều luôn rồi. Trong đây thì rất là rộng luôn cả nhà, rất là đẹp, sạch sẽ nữa. Thì đây là cái mức giá nè cả nhà. Thì mình vô trong đây thì mình phải đóng bảo hiểm nữa, rồi sau đó một tháng như vậy thì mình sẽ đóng khoảng tầm ví dụ như là bao nhiêu tiền đó thì họ sẽ tư vấn cho gia đình của mình. Bây giờ là mình đang đợi cái anh lễ tân dẫn mình đi vô trong để tham quan cả nhà. Thì cái hồ bơi này á, một lần như vậy là nhiều nhất là chỉ có 10 em nhỏ với lại giáo viên nè cả nhà. Đó thôi, bây giờ thì gia đình của mình cũng đã hỏi xong rồi, mình không có tiện quay cái trong hồ bơi thì cũng hơi kỳ vậy cả nhà. Cho nên là thôi gia đình của mình đi về đây. Ở phía trước là cái chỗ đổ gác nè cả nhà. Thì mình hẹn cả nhà ở video clip tiếp theo thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn về cái cách đổ rác ở bên này như thế nào nha. Thì rất là cảm ơn cả nhà đã xem hết video clip của gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo.